Rồi em xin chào mọi người đã quay trở lại với video mới của em nha. Thì đầu video em chúc mọi người thật nhiều sức khỏe nha mọi người. Thì hôm nay em có mặt lại chằm chim nghe câu cá lóc nha mọi người. Thì mong mọi người theo dõi coi hôm nay em có thu hoạch không nha mọi người. Thì nước hôm nay thì nó khá là cạn nha mọi người. Đó, cá lóc lên thẳng trên đó kìa mọi người. Nước thì nó khá là cạn nên là không biết hôm nay cá nó có ăn mạnh không. Mới lại thì thấy con thở trong đó mọi người. Thì hôm nay đi có gia đình bạn lưng đi mà bạn lưng hồi sáng giờ thì mới qua thằng đông đã lên được con rồi mọi người, con nó cũng khá bự. Em thì em chạy tuốt vô đây em đánh luôn. Sáng sớm thì gió quá mọi người, gió quá nhưng không biết cá mắm thì hôm nay như thế nào thì không biết, mà trước mắt thì thấy gió rồi đó. Mong sáng sớm thì sẽ lên hàng khởi đầu nha mọi người. Ồ, cá tra hôm nay ụt nhiều dữ. Cái này phải có mùi mềm đánh nó sẽ ngon hiệu quả hơn. Giờ em câu nào có cá em sẽ quay cho mọi người xem nha mọi người. Dùng dây là nhả. Nước này cạn quá là đùng dây là nhả không luôn. Nữa nè, nữa nè. Nhả nữa. Chán thiệt chứ. Lên hàng anh đi. Cá ăn là được mini vậy em ơi. Cá ăn là chỉ cần bấm so dây là lụm thôi, má đào luôn. Quá hay. Good job. Con hàng đầu tiên. Con hàng đầu tiên anh em. Ui, quá đã anh em ơi.
cắt cá cho mình chiến tiếp nha mọi người. Ăn anh em ơi. Sao nhả hoài vậy? Cái giấy. Nhiều cắn nhả không vậy trời. Em nha mọi người, lên đây cá thì cắn vào mình ú. Quá trời nắng mọi người. Mình mong cho lên được khu gô rồi sao. Sáng giờ xảy quá. Nản luôn á. Kiểu như nó cạn á mọi người. Nó cạn rồi nó ăn rồi nó phóng không. Nó chạy nha anh em, này lửa bự rồi. Một em nữa em ơi. Này là mẫu hột mít. Nãy lửa nhỏ giờ nãy giờ mình xảy giật hai ba con á. Mình lấy cái mẫu hột mít á. Lớn mình chơi. Chỗ mắt luôn mọi người. Sáng nay câu còn cá mini không trời. Hai con nha mọi người. Thì sáng giờ qua 7 giờ mấy mà. Giờ này ăn tám mấy mà được hai con. Rồi, cắt cá chiến tiếp luôn.
Ôi, ơi. Ôi trời kìa. Kìa. Cá cắn tiếp luôn rồi. Còn toàn mini không ta? Đúng là cái lưỡi này ác thiệt chứ. Lưỡi này ác dữ thằng. Còn mới đào không mà lưỡi bự nữa. Lưỡi này cái form giống như cá gì cũng dính luôn. Đó, mini cũng dính. Rồi mình bắt uống cơm. Ba con rồi. Thùng mini thôi. Đây một con nữa. Nó làm miếng cơm nha mọi người. Cơm cho cá nó gom gom vậy đó, mình xuống đi câu tiếp nha mọi người. Cái thứ đó nó chạy khả năng mùa. Con đại ca nào câu trước kìa. Chiến tiếp nha mọi người. Có khác.
đá đớp rồi. Lên hàng tiếp nha. Đây là lưới hộp mít lập công. Quá phê anh em ơi. Đây. Cái cá mình chiến tiếp nha mọi người. Wow anh em ơi. Wow. Hình khủng, hình khủng. Hình khủng anh em. Con này chắc hơn nửa ký xíu. Wow. Khá là ngon anh em. Cắt cá mình chiến tiếp nha mọi người. Các bạn tiếp rồi. Cá này thì còn toàn nguyên không ta? Đúng là cái lưỡi này ác thiệt chứ. Lưỡi này ác dữ thằng. Còn mới đào không? Mà lưỡi bự nữa. Lưỡi này chút phơm. Dữ như cá gì cũng dính luôn. Nó mini cũng dính. Rồi mình sẽ uống cơm. Ba con mọi người. Thùng mini thôi. Đây một con nữa mọi người. Nó làm miếng cơm nha mọi người. Cơm cho cá nó gom gom vậy đó, mình xuống câu tiếp nha mọi người.
cá ăn anh em. Trong cạn. Cạn quá. Bên hè nha em ơi. Mới ngậm mà mới nổi đây nè. Chắc cả đó. Nào. Nào. Được. Hai bự quá. Hai bự quá. Kiếm bông mà. Ủa, gì vậy? Cắn cái gì vậy? Ừ. Nhả luôn. Con của được chứ. Thấy quế quế. Banh luôn. Kìa, đó, cá lóc. Cái con ấy kìa. Con mồi. Mồi gì? Mồi con đưa ngay đầu cây, đầu cột kìa. Con quên bây giờ. Cá này đủ lúc nào cũng thấy hư cái đuôi hết trơn. Cắn lộn mà. Cắn lộn. Cái nhiều quá nó cắn lộn. Thôi, ai mà nặng quá. Nó đứt lưỡi rồi đâu lên bên cá nữa thôi. Nó cắn lộn. Đủ má tán vỗ cây nữa. Má không được nhái nào bự. Trời ơi, nhỏ đổi em. Nhỏ cá đang giật lẹ. Nó không thấy đường ăn á. Đi. Nãy con gì bay ra tán. Đó, dí ra thấy không? Ừ. Mới nổi đây nè. Chắc cả đó. Ê, lại nắng câu được không đi. Nào. Nào. Nào.
Được. Đó quá trời cá ngựa luôn, tắp đỏ như điên. Chờ đung đung. Không dính hả? Ừ. Mở tắp cái một luôn. Có bông hả đi? Hai bụi quá. Hai bự quá. Kiếm bông mà. Bông gì á? Trắng là gì á? Nhả luôn. Con của được chứ. Có là cái đớp. Kìa, bơi luôn kìa. Nó no, no, gà gà gà. Gà gà thấy không? Tao đóng không bật ngửa ra ngoài luôn, đóng. Đóng gì? Má sảy còn có ký lô ở đây nè ông nội. Hello anh em, giờ này 5 giờ thì anh em mình báo cá chơi đi về nha anh em. Kéo xích vô đi. Đây, của mình đây được 2, 4, 6 con. 6 con nha mọi người. Sảy đâu đó tầm mười mấy 20 con gì đó. Đây có thành lưng nè. Có thành lưng nha mọi người. Ôi là trời. Cá tầm chim nha anh em. Chầm chim nha anh em. Hai con này chắc hơn ký rồi. Thôi cái này chắc đâu đưa ba ông ký cả hơn một mình thành lưng nha.